Và tiếp tục với series review xe ngày hôm nay của kênh Ryan thì em Mai sẽ chuyển sang cái mẫu đó là dòng xe mô tô nha mọi người đó. Mô tô thì đối với mô tô thì em Mai bán rất là nhiều đó. Bạn nào đã từng mua xe của em Mai biết rằng em Mai bán mô tô hầu hết một tháng thì em Mai bán mô tô nhiều hơn là những dòng xe Honda, những dòng xe mà em Mai thường quay lên đó. Nhưng mà hôm nay thì em Mai sẽ tiếp tục quay mô tô đó, tiếp tục vừa đến với dòng xe nổi trội của em Mai nha các bạn đó. Và đầu tiên thì em Mai sẽ review cho các bạn đó mẫu xe dòng xe sim của Husky đó. Dòng xe này thì nếu như trước đây các bạn thường đam mê cái dòng xe GD110 ấy thì mọi người sẽ biết rằng là cái dáng xe của Husky này nó sẽ ngang với GD110, nhưng mà cái mẫu xe này nó sẽ mắc hơn một chút so với GD110 nha mọi người đó. Cái mẫu này là Husky 125 và giá bán hiện tại của dòng xe này từ khi mà nhà em nhập về từ khi nhà em giao bán thì nó sẽ không thay đổi, đó là 35 triệu đồng đó, bao VAT không phát sinh đó. Ngày hôm nay thì em vừa mới chốt cọc một em xe này đến cho anh đến từ Bình Thuận đó, chốt cọc vào mùng 8 thì anh có ghé cửa hàng em Mai đó, dòng xe Husky này nha mọi người, hàng nó rất là hiếm nên nếu các bạn muốn chọn cái dòng xe này thì hãy nhắn tin trước với em Mai để em Mai đặt xe về cho các bạn nha. Còn cái mẫu xe này thì em Mai đã đặt cho khách rồi nha các bạn đó, đã khách nhà em Mai đã đặt cọc rồi ha. Và tiếp tục đối với dòng xe phân khúc 150 đó là GSX, một dòng xe gọi là đầu trâu nha mọi người đó, những cái dáng xe của nó rất là hàm hố vạm vỡ nha mọi người đó. GSX hiện tại em đang còn hai màu này đó, hiện tại em đang còn hai màu này, đó là màu đen và màu xám anh tím. Màu xám anh tím này là một màu trend luôn đối với các bạn giới trẻ hiện nay, và nhà em đã sơn lên một cái con mô tô như này đó, GSX nha mọi người. Và giá bán hiện tại của dòng xe này là 46 triệu đồng thì giá này em Mai đã bao VAT, cam kết không phát sinh một chi phí nào nha mọi người đó. Và tiếp theo thì đây sẽ là một cái mẫu GBX Legend đó. GBX Legend thì trước đây hình xem nhà em không thể nhập về được, tại vì là khi những cái dòng xe nhập khẩu từ hải quan này nó rất là khó luôn, và khi mà có khách nhà em đã đặt cọc thì xem nhà em mới nhập về một lô luôn đó, màu đỏ, màu đen và màu bạc đó. Và hiện tại thì cái mẫu xe này đã đó, sau một cái thời gian mà nó lên xu hướng thì hiện tại nó đã ngưng rồi mọi người đó, hiện tại đã ngưng và rất là khó nhập về. Và giá bán hiện tại của dòng xe này là 61 triệu đồng thì em Mai đã bao VAT và cam kết không phát sinh một chi phí nào nhá. Nhưng mà giá em Mai báo thì nó sẽ chênh lệch so với từng thời điểm khi mọi người mua xe, và nếu như bạn có liên hệ trước với em Mai thì em Mai sẽ hỗ trợ mọi người sang xe lại cũng như là giảm giá cho các bạn nha đó. Và đi theo đây sẽ là một cái mẫu đó là dòng xe mô tô GSX phân khúc 150, đó là dòng xe Bandit nha mọi người đó, Bandit màu đen đỏ. Hiện tại em có màu đen, đen đỏ, mâm đỏ nha mọi người. Hiện tại thì màu đỏ đen đã cháy hàng và em còn màu đen đỏ, mâm đỏ và toàn bộ những cái mẫu còn lại là màu đen. Và giá bán hiện tại của dòng xe này là 58 triệu đồng thì giá này cam kết không có sinh một chi phí nào nhá. Đó, đi theo đây sẽ là một cái mẫu đó là Yamaha XSR, em có chính hãng và em có nhập khẩu nha mọi người đó. Và giá bán hiện tại của dòng xe này là 76 triệu đồng thì giá này em Mai đã bao VAT và cam kết không phát sinh nhé mọi người đó. Em có rất là nhiều màu, em có màu đen, em có màu bạc, em có màu xanh, em có màu đỏ luôn nha các bạn đó. Và đi theo này sẽ là phân khúc vẫn là phân khúc 150 đó, này là phân khúc 155, này là phân khúc 150, đó là G15 và GSXS đó. Nếu như các bạn chọn G15 nhưng mà cái dáng xe nó sẽ hơi cao và tương đương với giá điện nó sẽ cao hơn GSR thì có thể chọn GSR, tại vì cái dáng xe nó cũng gần ngang ngang nhau. Nhưng mà tuy nhiên thì bạn nào đã từng chơi xe những cái R15 GSR sẽ biết rằng là hai cái dòng xe này nó sẽ khác nhau. Thứ nhất là chiều cao của R15 nó cao hơn này, và giá cả của nó sẽ cao hơn nha mọi người. Cái giá này thì giá hiện tại là 60 triệu trở lên nha mọi người đó, từ 60 triệu. Đó, em có bản nhập khẩu, em có bản chính hãng, em có một sơn 3D. Còn đối với GSXR thì giá hiện tại của nó là từ 43 triệu đồng trở lên nha mọi người đó, từ 43 triệu đồng tùy theo từng màu sắc nha các bạn đó. Và hồi này thì em vừa đi một lượt những cái dòng xe mô tô đang có sẵn từ cửa hàng em Mai, và em Mai sẽ tư vấn về cái thủ tục trả góp các bạn đó. Thủ tục trả góp của dòng xe này chỉ cần là căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi giúp em Mai nhá. Đủ 18 tuổi đây là đủ ngày đủ tháng nha các bạn. Và nếu như các bạn có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì càng tốt nhá. Và đối với dòng xe này thì các bạn trả trước, đối với dòng xe đầu tiên sẽ Husky thì các bạn trả trước cho em Mai từ 5 triệu đồng trở lên. Còn những cái dòng xe mô tô như thế này thì các bạn trả trước cho em Mai từ 15 đến 20 triệu đồng trở lên, tùy theo từng giá trị của xe nha các bạn. Đó, nếu các bạn muốn tham khảo thêm thì cứ hãy nhắn tin trực tiếp qua Zalo của em Mai là 0325333789 để Mai tư vấn cũng như đặt lịch hẹn lỗi cho các bạn nhé. Và khi mà liên hệ lịch trước về em Mai khi qua cửa hàng thì Mai hỗ trợ một người từ 500 đến 1 triệu tiền sang thay lại. Ngoài ra sẽ là giảm 50% chi phí khi mà có lắp đặt phụ kiện đi kèm nhá. Và em Mai sẽ nhắc một chút về địa chỉ cửa hàng em Mai. Là cửa hàng em Mai thì nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thái Hoàn, xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào đang
có nhu cầu mua xe và muốn tư vấn về xe thì hãy nhanh tay inbox qua Zalo của em Mai để Mai tư vấn và đăng ký hiểu sự các bạn nha. Xin chào.